hai ơi hai anh xong rồi sự nghiệp ca hát của anh coi như là chấm dứt thì kính thưa tất cả quý bà con như chúng ta cũng đã biết á là cái ông anh hai bán bán bong bong này anh ta đã lên một cái bài viết nói về cái vụ bàn thờ anh ta trách móc chị lon anh ta cho rằng chị lon là con nuôi thì mới cái chát đây chị ni khi mà thấy bài viết của hai bong bóng không thể nào mà đứng nhìn và không thể nào mà ngồi yên chị ni đã nói ra hết tất tần tật những cái sự thật những cái bằng chứng phải nói là vô cùng khủng gian khiếp rồi em là tâm phát tv rất vui được gặp lại quý bà con cô bác mình trong cái video mới nhất ngày hôm nay và ngày hôm nay em rất mong quý bà con cô bác mình nhín một chút ít thời gian ra gán mà coi hết video ngày hôm nay giùm em đừng tua nhanh vì nó cực kỳ là hấp dẫn, cực kỳ là hay ho liên quan tới câu chuyện ông anh hai bán bán bong bong. Rồi bây giờ không nói nhiều, xin mời tất cả quý bà con mình cùng theo dõi. Kính thưa tất cả quý bà con, thì bây giờ em không nhắc về cái bài viết của ông anh hai nữa. Quý bà con nào mà chưa coi, quý bà con có thể coi lại cái video đó trong cái kênh của em. Còn bây giờ em xin mời, em xin mời tất cả quý bà con mình cùng lắng nghe cái bài viết mới đây nhất của chị Ni viết như thế này gửi đến anh Hôm qua cái chuyện mà anh nhắn tin cho con nhỏ Ngầm cái ý là tôi hiểu đã có chuyện xảy ra rồi Cái chuyện bàn thờ không chịu giải thích với người trong nhà đi Cho nó im xuôi Bây giờ anh lên trên mạng anh làm ba cái trò mèo trò mỡ Dung truyền thông để đẩy con nhỏ đi xa Trong khi làm sao mà anh khỏa lấp thỏa lấp được cái sự thật cái chuyện mà anh bơm hàng cho Mỹ á cho bơm hàng mỹ phẩm cho người ta anh nói ra chưa? Chuyện anh nhờ chạy cái nguồn hàng tồn lâu năm của anh bán không được là tốt dữ hay chưa? Anh nói với tôi là em lo chuyện pháp lý cho Hồng loan đi, còn cái chuyện kinh doanh để đó anh lo. Đó. Anh lo cho Lon dữ chưa? Anh lo cho Lon như vậy đó hả? Rồi còn rất là dài quý bà con còn nhiều lắm Rồi bây giờ em đọc thêm một khúc nữa nè cho quý bà con mình nha Anh đã lợi dụng cái hình ảnh của ba người ta Anh lợi dụng con bé Lon để kiếm tiền ở trên cái kênh youtube của anh Cái kênh youtube của anh bỗng nhiên Tự nhiên cái nó đạt được cái nút đó đó Cái nút đó nút gì anh biết rồi đúng không Nút bạc nút vàng gì đó Thì bây giờ vậy thì ai là cái người đã và đang sai lầm trong cái câu chuyện này thì cái đó là em tóm tắt lại quý bà con tại còn rất là nhiều tại vì cái bài viết của chị ni nó khá là nhiều thì bây giờ cái nhiêu đó chỉ là mới xương xương thôi còn cái đêm kinh hoàng cái đêm đó đó chưa từ từ đi quý bà con nghe rồi bây giờ chúng ta có thể thấy đó thì cái ông anh hai bang bang bóng bóng này ông ta cho rằng mình không sai trong cái câu chuyện này vậy thì những cái sự thật mà chị ni đã, đã nói lên Vậy thì bây giờ theo quý bà con cô bác mình nghĩ đi Ai đúng ai sai Và chúng ta nên tin ai Và chúng ta không nên tin ai Em dám chắc và em cũng dám khẳng định quý bà con mình Bảo đảm chúng ta tin chị Ni Tại sao? Tại vì chúng ta đã thấy được cái bộ mặt thật của ông anh hai này Quý bà con mình thấy rõ ràng không? Cái chuyện mà ông ta Bây giờ nói từ từ nè Cái chuyện mà chị Long chỉ mở ra một cái kênh youtube đó Đó chính là do anh Nguyên Vũ kêu chị nè kêu chị lon làm trời đất ơi ông anh hai anh hai thương em quá mà bây giờ ông anh hai không chịu kêu em mình mở riêng ra một cái kênh youtube trong khi đó chị lon là cái tên cái nem cái nick nem mà người ta đã và đang quan tâm khá là nhiều đúng không trời đất ơi thật chất ra đó tại sao mà ông ta không chịu kêu chị lon mở ra một cái kênh youtube có nghĩa là ông ta đang lợi dụng đang lợi dụng tên tuổi của ba mình ba mình đây là ba ba nuôi đó cố nghệ sĩ ưu tú du linh đó và chị Lo để kiếm tiền và trục lợi ở trên cái ở trên cái kênh youtube của ông ta rõ ràng em em dám chắc với quý bà con mặc dù chưa xảy ra cái drama này chúng ta cũng biết nhiều ít nhiều gì chúng ta cũng biết cái nickname là ông hai à, vũ 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 ve đó đúng không nhưng chưa có biết nhiều bằng cái đờ rama này đúng chưa từ khi cái đờ rama này xảy ra ông ta đã kêu bằng có lợi hơn là bất lợi có lại trên kênh youtube là một nè thu nhập những cái mv triệu view đó đó quý bà con mình biết số tiền nó ra bao nhiêu không cực khủng đó quý bà con trời đất ơi em không nói cụ thể nhưng chúng ta em 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 tiết lộ xương xương cho quý bà con nè cái bài nhạc á, cái video nào nó cũng vậy, nó mà trên triệu view đó là bèo gì bèo, em nói bèo thôi nha, em đưa cái con số bèo thôi, đâu đó nó trên dưới khoảng một ngàn rưỡi đô, mà quý bà con mình thử nghĩ đi, một cái mv mà ra ca nhạc, thì nó còn chạy, nó còn người ta còn có rất là nhiều, người ta có dài dài và thậm chí coi tới mấy năm nữa cũng vẫn coi, thì quý bà con mình thử nghĩ coi tiền bao nhiêu, đúng chưa? Trời đất ơi vậy mà ông nói ông chẳng hề lợi dụng ai Vậy không lợi dụng dữ chưa Rồi kia bây giờ cái câu chuyện bàn thờ nè Đáng lý ra không có ai mà tự nhiên Mà đi gây gắt gấu cho mình Và bây giờ bùng nổ ra cái câu chuyện gia đình như vậy Ở bên phía mà kêu bằng ve yeah, sòi non đó Nó lên trên mạng Nó yêu cầu, nó biêu xấu, nó nói Chị Lon ơi, ừ, bé Lon ơi, bây giờ mày trả tiền Mà kêu bằng cái bàn thờ cho người ta đi Cái ý nó như vậy mặc dù nó không nói ra đúng chưa? rồi á bây giờ chị Lon sắp chuyển khoản ra trả lại cho cái ông anh hai thì nó lại nói tiếp nó nói ông anh hai á trời đất ơi đâu có đòi đâu ừ ông anh hai à, à ba à, ba của tôi à, à, ông anh hai nói ba của tôi đâu có dạy à, con cái của mình vậy đâu à, cho trả bây giờ trả cũng nói không trả thì nó đòi vậy thì bây giờ làm sao bây giờ làm sao mới vừa ý Đúng không quý bà con Trời đất ơi gì ngộ vậy Chị lo chứ đâu có xin Và cái đó nói thẳng luôn Là trách nhiệm của người con Ba mình mất Bây giờ tôi không cần biết nuôi ruột Ba mình mất Thì mình có cái gì mình góp cái đó Trong khi đó cái tên tuổi của ông ta lớn mà Ông ta giàu có mà Rồi tiếc một chi mười mấy hai chục triệu Đúng chưa Bây giờ ông ta chơi cái trò mèo mở lên Mà kêu bằng biện minh Mà biện minh biện minh theo một cách tiêu cực ổ oh, tích cực đi Thì khán giả người ta còn thương Còn biện minh cái kiểu như ông ta là ông ta cho rằng chị Lon sai hoàn toàn Ông ta không có sai trong câu chuyện này Ông ông dám chắc là ông dám đứng trước bàn thờ của cậu Năm Du Linh Ông dám thề là ông nói ông không sai không Ông dám thề là ông không trục lợi lợi dụng cái hình ảnh của ba ba nuôi của mình và chị Lon Trục lợi không Dám nói câu đó không Trời đất ơi Nhờ cậu Năm Nhờ cái đời Rama này mà ông ta kiếm được kha khá Và ông ta cái nickname, cái nem của ông ta, cái tên của ông ta Người ta biết tới nhiều hơn Đúng chưa quý bà con Trời đất ơi, ông nói ông không có làm sai Ông không có làm sai, ông đúng hết trơn à Đúng lắm Nhưng bơm hàng người ta Rồi buôn bán ba cái mặt hàng mà sản phẩm lâu năm Bán ế đó Bắt đầu mới kêu người này người kia chạy dùm cái nguồn hàng để bán để bán hết Vậy thì quy tín giữ chưa Bán những cái mặt hàng mà ta nói nó hết hàng sử dụng Quy tín giữ chưa Đẳng cấp giữ chưa Chúng ta có thể thấy bề ngoài của cái ông hai băng 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 bóng bóng này nè Hào nhón ha Đẳng cấp ha Nhưng bên trong nó thú quắc hết trơn rồi quý bà con Đúng chưa Trời đất ơi ở đâu ra mà bây giờ mày đặt lên nói này nói nọ Mình làm anh Thì sống làm sao cho người ta nể cho người ta phục chứ đừng có để đừng có sống cái kiểu làm anh mà tối ngày đi so đo với em mình đi tính từng ly từng tí cái tính đó là cái tính đàn bà chứ không phải đàn ông đàn ông không ai tính như vậy đàn ông người ta cho người ta không nghĩ tới cái chuyện mà người ta cần lấy lại cái điều gì đúng không quý bà con cái đó là cái điều thực tế ở ngoài luôn cậu năm không bao giờ mà có cái tính tình như vậy rõ ràng bây giờ á lên trên mạng thì nói á, bé lon à, nó vô ơn từ kêu bên mấy bên phía sồi ghe đâu đó nói bé lon vô ơn, rồi phá tới cái công ăn chuyện làm của người ta. Vậy thì chị lon có ngồi yên để cho tui, cho những cái con ghe sòi non đó phá không quý bà con? Đúng cái gì đúng, đừng bao giờ đụng tới cái chuyện kinh doanh cái chén cơm của người ta. Bây giờ người ta phá chén cơm của ông, ông chịu không? Ông chịu đi chị lon chứ chịu? Và nên nhớ dùm em cái câu chuyện này không có lửa làm sao có khói không có gì mà gọi là tự nhiên với ngẫu nhiên không có mắc mớ gì mà chị lon chỉ tự tạo cái rắc rối cho mình đúng chưa trời đất ơi Hở à, hở ghi cái gì à, lên nói à, vụ dụ bàn thờ nó hoài nó hoài mà nên nhớ cái chuyện bàn thờ này là do bên bên phía cái ông hai ba, ban ban bong bong đó ông khui trước rõ ràng ông cho lính lát và ông đi dạo dạo đầu ân đi comment đầu tiền bàn thờ này, này kia để tự tạo ra cái drama Thiệt Không tin quý bà con mình cứ đi tìm hiểu đi Em không có nói sai đâu Mắc cái gì Mắc cái gì cái vụ bàn thờ đó Tại sao không nói Nói mà kêu bằng mấy cái 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 năm trước đi Mà bây giờ khui ra Đúng chưa quý bà con Trời đất ơi Bây giờ là trong cái tình hình như vậy Người ta kiểu như là người ta không còn yêu thương yêu mến ông này nữa Ông muốn lên bào chữa Ông muốn lớn lấy lại danh dự của mình Nhưng xui cái ông sai rồi ông lên ông 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 kiếm chuyện nhầm chỗ rồi còn đó chị ni còn đó má tư đúng chưa và còn cả cái tem vì yêu thương mà đến với chị loan xin lỗi muốn 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 tìm tới chị loan đúng không bước qua sát chị ni tính đi trước đi rồi tính chúng ta có thể thấy chị ni hiện tại bây giờ đã và đang nghỉ ngơi hai tuần chị ni bữa cứ làm bài viết nhưng mà bây giờ chị ni thấy cái câu chuyện nó vô cùng phức tạp chị ni buộc phải tung những cái bằng chứng này ra còn cái chuyện mà đêm kinh hoàng nữa kìa, chưa đâu, từ từ đi quý bà con mình sẽ thấy cái bộ mặt thật của ông anh hai này. Thì quý bà con mình nghĩ đi, một người mà kêu bằng nghệ sĩ ưu tú mà dính vô mấy cái này á thì còn là nghệ sĩ ưu tú nữa và còn người nào yêu thương anh ta nữa hay không? Đúng chưa? Hồi cái lúc á mà anh ta nói chuyện với cái chị mà kêu bằng bông hậu Cú Chi gì đó là em cũng đã nghi ngờ rồi, nhưng nhưng thật sự mà nói em kiểu như 50-50 mình cũng vừa tin mà mình cũng nghĩ là chắc không có đâu cái chắc cái bị bà kia bả bả cố tình bả ghi âm này kia thôi nhưng bây giờ mới lòi được cái mặt thật anh hai anh hai cái gì của anh hai nhưng cái gì ờ ừ, quên nó có câu nha quý vị con cưng cái gì cưng cũng phải nói cho anh biết nha nói cho anh biết nha anh lo cho anh lo hết ừ anh lo anh lo nhưng mà tiền của anh nó chạy vô túi anh còn mày mày làm gì mày làm mày khổ mày khổ kệ mày vậy thì anh hai đó hả anh hai thương em dữ chưa trời đất ơi thiệt tôi thật sự vô cùng ngỡ ngàng và ngơ ngác và bây giờ quý bà con mình có thể thấy nè từ đây cho tới về sau ông anh hai này không thể nào mà kêu bằng kêu bằng uh, ca hát và chạy xô theo một cách bình thường nữa hiện tại bây giờ về cái cái vụ gì mà uh, chương trình gì đó tất cả những ai mà yêu quý ông anh hai này đã và đang lên tiếng mạnh mẽ và đòi tẩy chay luôn cái ông hai bong bóng này Lớn chuyện chưa Và dạ, bây giờ tôi hỏi quý bà con như thế này Ông anh này, ông anh hai này Bây giờ ông vướng vô Thì liệu rằng cái sự nghiệp của ông ta Có tồn tại được lâu không Điển hình là con ve thị lấy bệnh Đúng chưa, bây giờ ta nói là khổ sở bà cố luôn kìa Trời đất ơi, đó thì đó là thì đó là toàn bộ những cái gì mà muốn chia sẻ đến tất cả quý bà con mình video nó đã khá dài cảm ơn tất cả quý bà con đã coi cái video này tới đây cùng với em quý bà con cô bác mình nghĩ như thế nào về cái bài viết của chị Ni đã đã tung ra những cái bằng chứng nấu việc ông anh hai này quý bà con mình để lại cái ý kiến và cái suy nghĩ của quý bà con cho em biết nha quý bà con rồi còn bây giờ xin phép chào tất cả quý bà con cô bác mình hẹn gặp quý bà con cô bác trong những cái video kế tiếp xin chào hẹn gặp lại